Hi, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video làm What for Today. Ở trong cái chiều hôm nay thì tôi sẽ chơi game World War 2 Bunker Simulator. Game này game mới ra và được phát triển bởi studio Arc Game Studio và đang bán trên Steam với giá là 119k. Nên nếu anh em nào thấy game hay thì có thể lên trên Steam mua về chơi thử nha. Thì đó, như cái tựa game này là chúng ta sẽ giả lập sinh tồn ở trong một cái bunker ở thời Thế chiến thứ 2. Chúng ta sẽ vào vai quân Mỹ và thủ cái bunker của quân Đức. Là bunker là mình vừa mới chiếm được cho nên mình thủ để không cho Đức chiếm lại. Rồi, mở game nha. Hello, chào Hồng Quân. Chào Nup Whisper. Đi theo anh lính này hả? Okay. Từ thì map cái này không cho chỉnh nút control. Ok, game hơi tối, vừa vô đó, game tối tiếp để chạy nhanh nè. Của thằng lính nào rồi? Từ anh ơi, ui trời nồi quá hết. Tất cả cop vừa vô đã bị bắn chết rồi không ạ? No. Pistol. Nào. À. Ô số 2. Cái body có mình có cái backpack nè. Backpack này là không biết là backpack của tôi hay backpack của thằng kia. Đấy. Come on, come on. Đù. Ghê. 7 viên đạn hả? À, còn 7 viên 45 APC ở đâu? Còn 1 viên đạn. Hai OC để push control, push pistol back. Alright. Em Deadloop mới có update bản đồ mặt trận phía đông đó hả? Bản đồ mới nữa hả? Cố giết kẻ địch của bạn một cách lặng lẽ, sử dụng dao. Đâu? À, thằng đang ngủ. Dao số mấy rồi? Dao đâu? Dao đâu? MG Stand 2. Dao. Rồi cái này. Tech. Inventory. Cái này kéo vô số 3 đi ha. Ủa dao này dao cắt bơ mà tơi. Come on. Hit. Ừ. Còn thằng nào đang ngáy nữa này. Giờ bên trong này hả? Hay là nó chưa chết? Ok, giờ nó mới chết không ạ? Đâm mới chết. Put the item into your backpack. T để cất đồ trong tay vô trong backpack. Đấy. Ví dụ số 1, ấn C cất vô backpack. Ok. Backpack của mình nè. Ồ, kì à. Đây là backpack của tôi ha. Ok, quá video. Đây. Mà cứ cầm súng ra cho chắc. Đô. V quickly push your weapon back. Uh-huh. V là súng to mới V đúng không? Pick up nè. Tech nè. Lúc còn là bấm C chứ đâu phải bấm V. Để chỉnh lại cái video, cái nhạc. Có cả streamer mod nữa.
lấy súng. Đây. Đầu là vô lại, nãy giờ chưa save luôn. Ok, trở lại nè. Go. Ở đây có máu này, năng lượng này, đồ ăn với lại nước uống nữa này, xong rồi có cả trọng lượng nữa kìa. Để run. Eo là đủ. Get the cup. Cái này đây được không? Đấy. Ủa ví dụ mà tôi bắn nó không kịp ấy. À, nó có bắn mình trước không? Không có nạp đạn hả? Game. Đấy. Ồ có khẩu Luger làm tôi không lượm được. Hello, chào Tùng Dương nha. Rồi lấy dao quất nó. Thằng dao này ấy, có thể đợi nó lên số 3. Ok. Này gì ta? Thách luôn. Lấy hết. Rìu luôn nè, ngon. 7.92 nhân 33, cái này là tool and spare part. Chắc là đinh hoặc là cái gì đấy. Coi nè, tôi có cái rìu. Có cái rìu vô số 3 đi. Trọng lượng. Có mấy viên đạn nữa. Chết. Oh. Đạn nè. Có nút lấy à? Cái này là gì? 7.92 nhân 57. Mà cái đạn này đạn đạn băng tròn, còn cái này gì nữa? Nhiều loại đạn đó. 20 nhân 138. Ok, để từ từ tính tiếp. Cái này lấy gì được không? 2.2, cái này tun bốc cũng chưa cần. Vi. Ok. Vi đầu vi. Đây. Cái nó kêu vi để mà lấy nhanh súng nhanh đấy. Confirm, ví dụ và chuyển cái này qua slot số 1 đi ha. 1 này. Bấm R để reload. Đúng này có thể được 20 viên, à 10 viên. Cái này nó xài đạn 79257. 79257 là đạn này. Có 10 viên và còn 10 viên nữa. Và này lấy luôn được. Nhảy đầm nè. Đặt cái nhạc ở đây. Ồ. Đúng nè, Lugo. Nó bảo là đi vô đây nhỉ? Hay là đi vô đâu? Chuyển tiền, bây giờ mẹ cầm tiền của mẹ. Được không? Tôi nghĩ là mình phải làm cái gì đó trong đây. 7.92.39 tức là có STG44 à? Không biết nữa. Ở đâu có lúc Ồ. vậy đâu, chỉ có sức. Nhìn tôi kìa. Ủa mà tưởng game này game sinh tồn, hai game bắn lộn à, phải giết hết địch trước. Ồ trong đây có xúc xích nè, cà chua nè, rồi à, đủ đồ ăn. Các nhiệm vụ đầu tiên của tôi là phải đi clear hết cái bong ke này đã, em coi coi thằng nào clear hết này, nó có cái dấu chỉ nhiệm vụ ở đâu á. Ủa, phòng chỉ huy nè. Dùng đạn nhiều quá, rút ra nhiều, không có đạn mà giết á cậu. Rút ra nhiều á, ông chơi trò này chưa? Có phòng động cơ luôn mới ghê, toilet à. Toilet nó không có toilet mà chỉ có cái bô để. Úi trời ơi, nó chọi lưu đạn. Ghê không? Rubble. The body of you got a bunker, thằng kia nó tự sát rồi.
Xong rồi bây giờ đi loot xác định này khóa lại đúng không? Đấy. Được. Xác định ở đây chứ nó có cái khẩu MG luôn. À, mà vũ khí bị hư rồi và phải sửa. Vậy luôn ấy. Đó, chúng ta đã chiếm được cái bon ke và phải sinh tồn trong cái bon ke này. Nhưng mà tôi tưởng là mình phải có vài người chứ. Mình có 1 người à. Cũng khá ngăn nắp. Có phòng bếp, có phòng gì đầy đủ luôn. Lút xác mà trước đã. Lấy thêm đạn nè. Mình gom cho được không? Được luôn. Súng này thì không lấy được. Cái xác nó nằm đó luôn, thấy hơi ghê ha. Phòng ăn nè, một cái bon ke nhà chắc đủ cho 10 thằng. Về phòng radio. Tắt cái này cái cho đỡ ồn vào. Ủa. Tắt đi. Rồi xác thằng này loot chưa? Hết. Thằng này không có gì hết. Nó không ngủ luôn. Điện nước đầy đủ. Cái phòng động cơ kia chắc là phòng điện đó. Quên nãy không có loot xác. À hay là bây giờ nó mới cho loot xác thằng này. Thằng này không có gì hết. Tao vào thằng này. Một trái táo. Gì nữa đây? Gà tây hả? Mờ, để xem bản đồ. Sử dụng radio để nhận nhiệm vụ cho ngày. Ok. Có nút nào để ăn liền không hay là đây ví dụ tôi bỏ ở đây rồi coi mình lấy số 4 cạp được không nè, cạp được nè, đồ ăn nước uống thôi cũng chưa cần đúng không. Đạn 20 nhân 138 chẳng lẽ có pháo phòng không flak à, tôi không biết nữa. Cái này gì đây, tổ m. Use the radio. Hay xài sao trời. Password. Use cái headphone. À. Rồi sao nữa. Sử dụng cái headphone on the radio. Bấm cái này ở đây. Nhận thông điệp và giải mã password. Bấm bấm. Gì vậy nội là gì, enter password. Ôi anh em hộ cái này gì vậy, mình đối chiếu với lại cái bảng bảng mod bên đây đúng không, còn có chữ gì đầu tiên ta, enter password bao nhiêu, này là gì, cái giữa là e nè, 4 4 13 tít 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 ba cái r i r ngoài một e tít 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 là 5 cái. 5 cái là chữ gì ta, i g e 2 đúng không, enter lại e q 3 mới đúng hả? Ờ. À. Cái này bây giờ là 4, chữ cuối cùng là 4. G 4, đúng chưa anh em?
xác. Chúc mừng bạn đã chiếm được bon ke của quân Đức. Đây là cái một điểm chiến lược. Hãy duy trì, cố gắng thủ cái bon ke này càng lâu càng tốt. Bạn sẽ nhận được hỗ trợ ngay khi chúng ta thành lập được liên lạc với lại phần còn lại của lực lượng Mỹ. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ là nửa đêm mỗi ngày. Daily mission. Ok, thời gian cuối để hoàn thành nhiệm vụ là đặt cái này đây được. Drop. Ôi, đặt lung tung. Ở đây tí còn xài nữa chứ. Heal hết, heal yourself. Rồi, bây giờ chúng ta phải đi tìm kho medic của nó, coi nó để ở đâu. Cơ mà đóng cửa lại đi. Ok, cửa đóng rồi ha. Cửa đã khóa. Cửa khóa then cài, không có đứa nào vô đây được hết. MG Stand 2. Cái này xài được không? Cái này cũng hư nốt. Cái gì đây? Đồ. Đạn nè, nhưng mà cứ để nó đi, bây giờ lượm đồ trong người nhiều quá thì cũng không hay. Tôi là định kiếm chỗ nào tôi vứt bớt xuống. Cái kho hay cái chỗ là thùng đồ này chứa đồ. Ra kho vũ khí, cái này đồ. Ngon vậy. Kho vũ khí nè, xong rồi băng bông băng là nằm đây luôn. Đồ, STG44 rồi. Sale. Mà làm gì đây? Mà là mở nhiệm vụ lên xem. Bandit. Cồn hoặc là tablet. Này có locker không? Pick up. Bandit thì hồi một lượng máu nhỏ. À, chỉ có bandit thì mới chảy máu. Cho nên là hãy sử dụng một cách. Hãy sử dụng một cách coi như là hiệu quả. Tôi cất cái này đi. Add to backpack. Cái còn cồn thì sao? Cồn thì nó hồi một lượng máu nhỏ, nhưng mà nó không có nó không có ngừng chảy máu. Thế thôi, xài cồn thôi, đúng không? Have to heal. Rồi, được chưa? Ôi, uống cồn luôn hay sao? Hơi xỉn xỉn. Bạn có thể explore the bunker or go to sleep. You have thời gian rảnh cho tới 6 giờ tối. Trời ơi. Nhưng mà chết choáng như thế này làm sao được. Ok. Bây giờ đồ nó hơi nhiều ấy. Dù mấy cái mình không cần lắm có thể để đây. Đạn này. Drop ra ngoài. Cái này tạm thời chưa cần lắm. Khẩu Luger nữa nè. Drop ra đi. Đó, cục đạn này nữa cũng chưa cần. Không có cho cầm đặt chỗ nào ha. Rồi vứt giữa đường như vậy đi. Đúng rồi, dọn cái xác này cái. Xác này để đây ai dám ngủ. Khi tất cả những binh lính ở trong bon ke ngủ và không có nhiệm vụ ban ngày nào, thời gian sẽ trôi tới 6 giờ sáng. Và khi bạn ngủ thì những cái xác nó sẽ biến mất. Đi ngủ đi. Ôi, wake up lazy. 6 giờ sáng rồi. Ngày thứ nhất, để lại đạn 7.962 và 57 để xài khẩu G43 thôi. Nè, tôi xài mỗi khẩu này thôi mà. Xài khẩu này với lại đạn 7.957 nè. Đó. 18 viên. Radio để pick up task. Ok, xem hôm nay có task gì. Receive message. Hôm nay bộ tổng tư lệnh gửi nhận password. Nhận thông điệp bằng mã mod luôn. Ok, tít là 5 số. Nó là tít. Là gì ta? Ngược lại hả?
6. Cái dài cái ngắn. T E ba cái dài. O. Đúng không? Chính xác. À, quân địch nó sẽ biết biết ngay lập tức rằng là nó đã mất một cái bon ke, cho nên là phải cảnh giác ba cái điểm chiến lược, ba mục tiêu chiến lược là phòng thủ bon ke chống lại những cái đạn của địch hả? Defend the radio. Ok. Chop the wood. Đấy đây đi. We drop đó. Nhưng có địch ở ngoài á. Cookie. Ừ. Sao cửa mở rồi? Đi nấu ăn. Đâu? Cái này ra ngoài chặt gỗ trước mới có gỗ. Rồi nó hướng dẫn mình làm cái gì đã. Từ. Đi ra ngoài này không có ai qua này luôn á. Ngoài này có thêm cái rìu nữa, nhưng mà chắc thôi khỏi. Tâm. Mấy cái này là mấy cái thanh gỗ nó có sẵn rồi á. Ok, có cả đạn nữa này. Được. Hút. Backpack. Này gì đây trời? Mang vô, mang vô, mang vô. Ai đã để ngoài này? Đạn này đạn của hình như súng phòng không á. Có, thấy hình như có súng phòng không. Mang vô, mang vô, mang vô. Rồi, để đỡ đây đi, không biết nó là cái gì. Cái này ví dụ mà để đây đúng không? 5. Mình sẽ drop nó ngay đây. Còn không thì thả đại ra ngoài thì nó rớt ngay đây. Rồi. Giờ tôi để gỗ vô trong đây đã. Để đống này. Look for lock in the forest. Game sinh tồn á. Sinh tồn nhưng mà lại sinh tồn trong một cái bon ke. Cũng phải kiếm đồ ăn nước uống xong rồi gỗ các kiểu xong rồi lâu lâu rồi phòng thủ chống lại lính Đức nữa. Đủ nguyên mang cây này vô được đây luôn. Use vậy hả? Phải có cái thớt mới chặt được. Đó. Được mấy cây nữa. Bỏ vào trong backpack. 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 Pick up. Use. Chấp đủ. Chấp 2 cây nữa. Ok, mission success. Pick up. Pick up. Pick up. Làm cái nữa luôn. Rồi bắt đầu có nhiệm vụ nấu ăn kìa mấy ông. Nấu gì đó ăn ở trong nồi. Làm hết daily là xong một ngày hả? Rồi gỗ đây là thấy hết rồi đó. Sau rồi chắc phải tự đi chặt thêm gỗ. Đây đóng cái cửa này lại coi. Rồi nhà bếp bây giờ đang ở đâu? Stir the dish, put something in pot. Đi nấu ăn kìa, ok. Đấy. Tôi đang kiếm phòng ăn ở đâu đây? Phòng này phòng điện đàm, mà phòng này phòng radio mới đúng nè. Tự nhiên phòng radio lại nằm bên đây. Thế là phòng đó là phòng gì? Nè, gỗ đáng là phải để đây mới đúng. Có canteen luôn kìa, ngon không? Đó. Có chỗ nào để gỗ
Use file up. Làm sao để giữ gỗ trong cái chỗ này ta? 5 thử ra. Là để vô đúng không? Nhưng mà như vậy thì nó hơi mất thời gian á, dùng bấm 5 xong rồi bấm E để view lâu. Để gỗ cạnh cái bếp. Thế nào? Đặt gỗ ở đây. Clean the ash first. Put the wood in the stove. Nó phải lấy cái cào rồi đã. Bỏ gỗ vào lò mới nấu được. Nhưng mà giờ chưa cho. Nó bảo là trong đây là có nhiều tro quá. Nên là phải lấy cái cào cào trước. Rồi để cào đây. Cái bên kia là gì cứ kệ nó. Giờ mình cứ bỏ đây trước. Mấy lần phải bỏ vô hơi mệt đó. Use file. Aha. Okay. Rồi rốt cuộc nấu gì? Cook something. À, có gì để nấu nè? Xúc xích. Nãy đi nấu xúc xích với táo. Oh. Stir the food là phải đảo mặt đó đúng không? Khi mà nó chạm đến cái thanh chữ E á, đảo mặt đó một lần. Đưa hết ra khay rồi bấm số cho nhanh. À. Ok, 62% đảo. Khẩu phần ăn 1. Daily mission 1/3. Đồ ăn thô này nó sẽ hồi ít đói hơn là đồ ăn được nấu. This in the cookbook the most filling. Những cái sách đồ ăn mà trong cái sách dạy nấu ăn ấy là cái món mà nó cho nhiều thức ăn nhất. Rồi khi mà nếu mà thanh thanh đồ ăn mà xuống zero là bắt đầu tụt thành máu. Ok. Rồi có được ít đồ ăn. Mà vẫn còn lửa nữa. Để xíu. Giờ cất bớt mấy cái này đi. Cất hết vào đây. Nó làm hơi rắc rối. You. Sáu. You cất vô, cất gỗ vô. 8. Đó, cất vô. Rồi làm gì tiếp? Vẫn phải cook something ạ. Đẹp. Bây giờ tôi muốn nấu một cái nấu nước thì sao? Này gà tây hả? Tôi phải kiếm được cái nguồn nước chứ, chứ không có nước thì chết ạ. Nước ở đâu vậy? Có căng tin nè. Này 10 lần raffle tea này kè. Cái này chắc coffee à. Coffee mà viết thành raffy. Ok. Úc theo công thức. À, để xem cái cuốn sách này coi. Potato soup. Nó bảo là đủ cho mấy người ăn luôn á. Ví dụ như cái món bây giờ mà bèo nhất đó là phải có một nước, ba nước rồi ba cái cù, ui chà, hai xúc xích, hai khoai tây,
này hành đúng không? Cái quả táo, cái táo, cái này hành, thịt heo, nhưng mà toàn thịt hộp không à? Có vòi nước chỗ cái xô đâu? À, ở cái ấm không? Tôi nghĩ ra đây hút gì trời? Để này đây cái. Không phần trăm. Chà. Cái này không phần trăm mà đổ nước đây không được ta. Tối nay mấy giờ give away hả? À, tối nay 8 giờ thì cũng như bình thường thôi, 8 giờ. Nhưng mà giveaway này là tôi tính là giveaway trong Discord luôn. Tức là mình dùng bot giveaway. Cái nhiều anh em cũng nói là giveaway bằng cái kia ấy. Nó không công bằng, cái người mạng nhanh mạng chậm, mấy ông nào mạng nhanh hút hết làm sao? Đâu. There's water in the container already. Sau này đã ghi 0%. Không phát mình sao nóng nước này trời. Put something in the pot. Từ để tôi lấy nước tôi đổ đây thử. Đó. À, cái có hai bếp. Rồi, đục tiền nữa. Cái cây này chắc cũng chặt ra được nè. Fire up. Fire up. First put. Kỳ vậy. Hai cái mới được. Rồi nấu nước đi. Sao cái này lên mấy 26, 27, 28%. Hồi bếp lửa không, hai cục mới được. Tôi bảo cook something in the pot. Bây giờ cook thêm cái này thêm đi. Ok. Này xong rồi đúng không? 2 lít. Còn này sao nó đéo cho nấu. Hot đâu rồi chứ không phải cái kia, cái này két két tò. Bỏ lộn nồi đó, nó vẫn ghi là daily mission 1/3. Nãy tôi nấu cái nồi này vẫn đúng mà. Lạp xưởng đó, không xích lạp xưởng đâu, bên này họ không biết làm lạp xưởng đâu. Ok ăn luôn, mà giờ thiếu nước quá, giờ uống làm sao đây? Nãy là rót ra ly uống nữa nghi lắm, lắm trò. À, quăng ra đặt ở đây. Cái gì? Tôi không thích nước nóng. Rồi, có nước uống là ngon rồi, còn bày đặt không thích nước nóng. Put coffee or tea in a cup first. À, còn vậy nữa chứ. Coffee or tea. Đây. Cho hai cái luôn. Rồi đặt nó lại lên đây cho tôi. Ok.
Có uống là may rồi. Ring. Trà, cà phê hoặc là nước sô cô la là có thể hồi một ít năng lượng. Nhưng mà khi bạn ngủ thì cũng hồi năng lượng luôn. Khi mà mức năng lượng về không ấy là thanh máu cũng sẽ bắt đầu tụt. Daily mission là nhiệm vụ hàng ngày ông 1/3 là ông mới trong cái chặt gỗ hả? Support là cái này. Ồ, thế phải nấu nữa hả? Nhưng mà giờ hết đồ nấu rồi. Còn cái lạp xưởng đây nữa nè. Luộc hả trời? Luộc ạ. Bỏ thêm lửa trong thôi hết. Đóng cái này lại cho nó mau nóng. Cúp bằng cái pot là cúp nồi cao mới được. Vậy hả? Tức là một cái nồi để luộc, một cái nồi để chiên. Chứ không phải là cái nồi này để nấu nước. Make coffee. Trời, người ta vừa làm coffee xong giờ anh kêu nói coffee. Potion 2, khẩu phần là 2 luôn. Này tôi lỡ quốc trà coffee là cái này đúng không? Cái này. Chắc cái này quá. Coffee, coffee, tiếng Đức. Đấy. Không cần phim luôn. Cứ dậy đổ vô uống. Yêu. Acid 0.5 lít. Thêm nước được. Gì trời. Không cần phim. Sợ dính bản quyền đổi thành cà phê. Làm gì dính bản quyền? Cà phê thôi cũng bản quyền. Ngay cái đó là tiếng Đức á. Mission complete. Rồi. À cũng phải uống chứ. Quất. Mà giờ tôi muốn uống nước thường thôi thì sao ấy. Bây giờ kiếm cách để mà pha nước thường uống thôi, mà thằng kia nó không chịu uống thường đó. Phải kè, phải là trà hoặc cà phê mới chịu. 0.5 lít hay là để nguội rồi từ từ uống. Cái này là gì đây? Dù rót ra bình này để nguội đâu. Nó giống cái bình đun nước siêu tốc quá ha. Đó, ra là vậy. 2 lít luôn. À. Phải 2 lít xem hồi có uống được không nha. Ông Lam trong bông cây đức ở thì đó, ban đầu tôi nói là mình trong bông cây đức mà. Ép là ring luôn. Đâu? À. Uống luôn á hả, chứ không cần phải. Ừ. Phải nấu luôn à, uống nước dơ luôn. Tưởng phải nấu lên nữa. Ok. Này nó đâu có cái nấu chín hay gì đâu đúng không? Nè, nó vậy thôi. Uống phát hết 2 lít. Ok, thôi, để này đây. Rồi, trà, cà phê đầy đủ, mai. Hơi thiếu gỗ. Xong, đi ngủ. Mày có muốn đi ngủ không? Tất cả những cái thiết bị mà ở quá xa bon ke có thể bị ăn cắp. Looter, hợp quay. Hay là mất cái này, mất cái này.
Này ở đâu ta? Cái Luger như tôi để nằm đâu? Có cái thông sinh nữa nè. Vòng vòng chơi cái. Cái Luger để đây sao bị mất được? Có vô phòng vũ khí. Đó, ra là vậy, cất đi ngăn nắp ngay. Nè. Để đây. Đang quen coi. Đó. Đạn nè. Vô cho đàng hoàng. Rồi. À đây. Đúng không? Cái này. Này để anh bàn đó. Đó. Cái gì? Hình như nó ở ngoài bong keo đúng không? Ừ, để tôi định ra ngoài tôi coi coi. Bandit mang theo, ok. Mang theo ít đồ. Chập chập chập. Nào, ra ngoài kiếm tụi bay. Sao biết xung quanh có khẩu súng gì nhỉ? Ngoài này cũng có một khẩu nữa nè. Không có băng đạn. F10 xem giờ hả? Ôi 9 giờ rồi, có khi đi đi ngủ thôi. Đi một vòng ra qua chỗ này có khẩu súng nào rớt ở ngoài không? Nè, gỗ nè. Hốt. Hốt 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 hốt. Nè, đạn phòng không nè. Đã kích. Chắc kiểu sau này nó sẽ có máy bay thả bom nữa. Ngày bao nhiêu sẽ có máy bay thả bom và tôi phải ra tôi thủ. Còn không thủ là mình sẽ bị bon ke nó bị hư hoặc kiểu gì ấy. Chắc vậy. Nè đó. Đạn phòng không. Nửa đêm mới hết ngày, tranh thủ làm xong daily đi loot đồ. Đây, loot được mấy băng đạn. Có đi toilet không ta? Có phòng sửa đồ nữa. Đây phòng ăn hồi nãy ha. Rồi, cất nó vô, cất nó vô. Cất mấy cái này vô. Đó. 6, để vô. 7, vô. Ok. Đạn phòng không hay súng máy để ngay cái súng cho dễ xài. Ủa rồi nó chơm làm sao? Dưới này có cái gì nữa nè. Cất đi đàng hoàng chứ lại nó chơm mất nữa. Đi loot súng chứ sau này không đủ đạn để thủ đâu. Ừ, vậy luôn hả? Ok, để cất hai cái thanh gỗ. Ủa, tôi nghe tiếng gì vậy ta? Cái nào bắn tạch 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 ngoài kìa. Cất này vô đây. Ok. Bây giờ ngủ rồi. Left to far from the bunker may be stolen. Cái này nó hình báo hiệu vậy thôi chứ không phải nằm ngoài. Này cũng chẳng biết ở đâu. Thì cái vòng đúng không? Bon ke mình nằm trong đây. Có thể để ở ngoài đất được. Đóng cửa bon ke lại. Đóng. Nãy đi ra đi vô tôi đâu thấy có nút đóng đâu. Nè. Hay là có cái nút nào đó ở đây không? Không có công tắc đóng luôn á. Đi ngủ cho chắc nó tự đóng chứ nó cũng không có. Nó không có nút đóng.
that's it. Ngủ thôi. Mới ngày thứ hai. Đéo này vô. Cái đầu tiên là dài trước xong ba cái ngắn b cái dài cái ngắn cái dài một dài cái ngắn là n dài ngắn dài ngắn dài ngắn dài ngắn c là một con số đúng không? 22 dài 3 ngắn 7 b ông này giờ bây giờ mới b người ta làm xong rồi ông giải xong chữ tôi giải xong 4 chữ luôn chuẩn bị tất cả những cái vũ khí ở trong defense position ok thế là phải vác theo cái này hai lần sử dụng đây cái này là phải mang sửa lại nè à, cục đạn này lắp vô nè em need to fix it cái này vô đúng không làm ấy quá mỗi con cầm cái cái headphone theo làm gì nữa bỏ lại trả tay nghe lại cho ta cứ quăng đại đi rồi sáng nó tự nó để lên trên bàn hay vậy á nè có đạn MG để đây repair rồi súng cái súng xong lắp băng đạn vô luôn sửa được hai lần nha bên kia có cái cây nữa sửa nữa còn ở ngoài tôi không biết có cần sửa hào không kìa kìa weapon condition là mình có súng máy R1 súng máy R2 T thiếu đạn T là ở ngoài train ở ngoài có cái súng máy nữa xong ngoài kia là ngoài có cái pháo pháo thì chưa có đạn. À, hình như phải lắp đạn sẵn luôn hay sao á nên lắp đạn sẵn nó báo kiểu nên lắp đạn sẵn vô luôn ấy tôi cứ tưởng là để ngoài nó bị mất xấu gì vậy use ok một cái nè trong đây cũng có mấy hộp đạn nữa nè ó mang theo đây rồi có một cây nữa nó nằm bên này MG stand 2 hay là R1 1 mà 2 đâu MG stand 1 repair sắp bắn nhau rồi đó à, bây giờ bà ông xem cái thanh ăn uống tôi nữa kìa đang làm việc cũng phải đòi ăn nữa chuẩn bị đói tới nơi đồ ăn lấy đâu hay là mình ăn đồ hộp cái đồ hộp có cần nấu không nè thức khi này dù mà bỏ ra đây coi nha 6 cứ thế mà quất không không chập 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 hết đủ còn cái lon vẫn tận dụng được hay sao á ăn xong quăng cái lon đi luôn nè quanh quanh đây nó nó quăng mấy cái cục đạn để đây nè mấy cái băng đạn nó quăng tứ tung rồi cái này bỏ vô nấu luôn á hả đủ đồ ăn hộp kiểu mình nấu luôn là cũng cho nhiều năng lượng hơn ha rồi sửa xong cái này tôi lấy thêm một viên thêm cái này nữa nó còn một cái khẩu súng ở ngoài hay quá ở ngoài này nó thiếu băng đạn mà xung quanh rồi không còn băng đạn nào hết để vào trong lấy phải để sẵn cứ tưởng nó để ở ngoài là bọn nó ăn cắp con trộm gì chắc lon à chắc lon tận dụng để gắn vô mấy dây kiểm gai á đi ngang qua đụng với kiểm gai nó rung cái lon phát cái báo động không vũ khí đâu ra một
hộp đèn thôi. Ra đây chứ đi. Có một ụ súng máy bên đây. Không viên đạn nào hết. Rồi đồ sửa đâu, còn hai đường sửa. Cái toolbox này tôi thấy là hết trong nhà hết rồi. Đem thêm đồ repair, có một cây đang hư, đây đây đây. Đang sửa nè. Có mà. Nhưng mà đồ repair ở trong nhà mình thấy là hơi hết, hết hết rồi đó. Lấy hai ba băng để chạy ra ngoài khỏi rồi. Ok ok. Kéo ra kéo vô mất mệt ha. Rồi xong. Tiếp là đi lắp cho cây súng phòng không. Đâu rồi? Thì bên đây trước đi. Citizen. Nè. Yeah. Đó. Rồi cái kia thì nó không phải sửa chữa mà nó cần cái gì á. Clean them and load them is necessary. Còn kia là pháo hả? Pháo thì dùng đạn nào ta? Hay cứ mang này theo. Okay. Cái này nó còn để gì nữa nè, toolbox mình còn cái. Nó có chỗ chế hả? À. Rồi thử đi qua bên này coi, bên này là pháo, pháo chống tăng. Nhưng mà đạn nó dùng đạn gì thì không biết luôn. Clip để đâu ra? Đu. Đu. Nạp đạn vô. Rồi. Sao nữa ta? Cái này nó báo là cần phải lau chùi, ok. Lau chùi thôi là không cần phải có dụng cụ gì hết, cứ thế mà lau thôi. Bên ngoài có nhưng mà còn một viên, hai viên, hai hộp đạn làm công phu ha. Hai viên đạn được bỏ trong thùng hộp nó đẹp. Enemy attacking, kill them all. Where? Vô bon kia, vô bon kia. Em biết định từ hướng nào. UMG Station 1. UMG 1 bên này. Địch tới kia, đây, coming. Ủa, đủ quen toilet, không phải. Hả hả. Giờ biết hết không ạ? À, để địch tới gần rồi hắn bắn. Chết. Chết. Ui ui ui. Chết mày. Đạn nó hơi giật lên tí. Sáu thằng, tôi giết được ba thằng rồi. Đâu nữa không? Kìa. Okay. Chết mày. Gì vậy? Có đứa ngay sát đây rồi hay sao á? Mày này con. Chết đi. Đâu rồi ta? Đây. Mày hả con? Bảy nồi. Chạy máu, chạy máu, chạy máu. Ép. Đấy ạ. Con ke một người. Hiểu rồi, đi cà lết luôn rồi. Chúng tôi sẽ gửi máy bay đánh bom tới trong vòng 1 tiếng.
chắc có parachute tấm à. Gửi máy bay đánh bom tới, nhưng mà máy bay đánh bom lại gửi hàng tiếp tế chứ không phải là gửi bom. Cơ mang máy bay đánh bom đó, nó gửi hàng tiếp tế cho mình. Butter Sky, ok. Nói súng này còn 22 viên. Đạn dược nó có hạn ha. Mẫu gần chết tới nơi rồi, rồi rồi để về kiếm thêm cồn qua. Hết cồn rồi. Ga lút xác để đi hiêu máu cái đi cà lết rồi Sikawe chờ xíu quá đường đâu ở đây lần này máu nó vàng vàng rồi kìa cho nên là không có đi nhanh được chút tối ra lút đồ lính giờ mới 1 giờ chiều từ từ nó chỉ vô đây giờ sao hết cồn rồi. Thiêu chắc uống viên này quá aspirin quất luôn ok để nó trên đó rồi hơi đói đói quất cái này luôn giờ chắc đi rút đồ trước đi ha xong rồi chút tối tối mình nấu ăn em nghĩ về sau game này sẽ có tiếp viện tới giúp anh phòng thủ bunker mà không biết là có thêm lính mình tới không cái tôi phải lo cho hai mạng gì kia chết mày tao bảo hết rồi lấy tờ supply nào chăm sát đó có đạn cũng phải đây mà ok có rất là nhiều shot đồ nhưng mà cân nặng của mình thì lại không lấy được nhiều. Đù, cái gì kìa cái tăng này mà bị hư rồi cái này nó chỉ tôi đi đâu xa dữ à ông chơi Big Head à kiểu kiểu vậy á Back for the Sky đó fuck này đi chỉ mình đi đâu á à ở đây Rocket bazooka bùm đu bazooka một cây cái này của tụi lính Mỹ kiểu mình đánh chặn được cái thông điệp của nó ấy. Thế là ra đây hốt thằng lính này là thằng lính nó đi loot cái này nè nó được cử đi lấy cái túi này nhưng mà bị tôi phát hiện tôi giết luôn anti tank còn này là anti personnel đạn chấm 30 ok rút lui. Daily mission sau giờ về ăn uống đặt mình thêm đặt chỗ nào từ từ ấy. Cứ cất qua là rồi luôn ngày mai có xe tăng yên tâm từ từ có xe tăng thì nó sẽ chỉ mình chỗ coi như là đặt đâu trước tôi nghĩ là đặt mình trên đường mình chống tăng đặt trên đường nè mình personnel thì đặt ở trước cửa nhà giờ đi loot xác tụi nó cái đây chỗ này có một khẩu pháo chống tăng mà thằng xe tăng nào tới đây là thục liền đồ họa hơi xấu game cho hãng indie làm có trăm mấy ngàn à. Đồ họa vậy thôi rồi bây giờ không biết xác tụi nó ở đâu đâu nha thử chặt cái cây này coi chết mẹ hết củi mà không chặt được cây
dùng radio báo nhiệm vụ hoàn thành hay sao, hình như không. Đúng đúng đúng. Chúc đi. Chúc đi về cái. Rồi xong luôn, sao biết xác nó ở đâu? Mà tôi đoán là xác nó bị despawn rồi. Mà tới đây bắt đầu cắm mìn rồi nha. Thu cả Hunai nữa kìa, chắc là mình đi săn Hunai được á. Này cắm mìn rồi chắc không ra được. Chặt cái cây trong nhà thử, có trong nhà bếp có một cái cây. Nhưng mà nếu mà chặt hết cái đó thì chặt đâu nữa? Còn em gì đây? Sáu nãy bắn 6 thằng ở góc này luôn mà không thấy xác nào hết. Xác nó bị despawn rồi. Game này mà làm online mà một tổ đội chơi co-op á, 4-5 người chơi thủ bông ke này, đi chặt gỗ rồi thủ lính vui bộ. Hình như là không. Này đồ trang trí rồi. Thôi, báo nhiệm vụ hoàn thành. Send message. Chú ý đây. 4. À, 4. Này chấm 1 là ngắn đúng không? 2 là dài. Tròn. À, 4 là tít 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 tít. Đấy. Từng chữ một. Đâu, gửi tín hiệu như thật á. E là cái ngắn không? Password incorrect, sai rồi, làm lại. 5. T S nào đâu? 7. Yeah. Cái này mới level 1 thôi nha, tôi nghĩ là nó sẽ còn nhiều cái mức độ mà gửi mod khó hơn nữa. Chọn phần thưởng, chắc là tôi cần aspirin, đồ ăn. Wow. Bazooka, súng, lũ đạn. Xúc xích. Nãy gì? À, Adeline, thuốc chích. Cồn có không? Spirit. Máu. Aspirin nha. Đẹp. Every few day bạn sẽ nhận được cái mission delivery. Bạn sẽ nhận được khi mà airplane nó drop à. Ok. Để được giao, hoặc là được giao bằng xe chở tới nơi chỉ định luôn. Bạn sẽ nhận được đồ ăn và medicine ở trong những cái thùng gỗ. Ở trong những cái thùng mà bằng sắt là vũ khí, đạn và những cái công cụ khác. Rồi. Rồi, để đây, kết thúc một ngày. Ok, accept. Aspirin ngon hơn cồn. Aspirin thấy ngon mà, hồi phát đầy luôn. Time to learn to aim the mine. Ok. Cái này là mình đi mình chôn mìn đấy. Mình học cách để mà đi mình chôn mấy cái mìn này, với lại cất mấy cái bazooka đi. Lắm thứ để làm lắm. Mà thôi, hôm nay tôi chơi đến đây thôi nha. Có gì bữa sau sẽ lại chơi tiếp. Rất cảm ơn anh em đã theo dõi. So, see you again.